Xin chào mọi người nhé. Mình có một số thắc mắc của một số bạn thì hỏi mình là cái hiện tượng báo e trên bếp từ ấy. Thì có một số bác thì hỏi em là cái bếp từ báo e không nó bị hỏng cái gì. Thì trong quá trình em làm video thì có rất nhiều bác hỏi E0, E1, E2. Và vừa hôm nay thì có một bác cũng hỏi em là cái bệnh báo e của mình ấy thì bệnh E0 nó rất là nan giải, vậy bây giờ xử lý kiểu gì? Thì em hôm nay em sẽ làm cái clip này để giải thích cho các bác biết là cái bệnh báo e đấy là không liên quan đến đến không không có gì là nan giải cả. Để mà sửa bếp từ thì các bạn phải tìm hiểu cái cơ chế độc lỗi của nó nhé. Thì em có làm một cái bài phân tích cái cơ chế độc lỗi nó rồi, chắc là các bác chưa có thời gian xem thôi. Thì cái cơ chế độc lỗi của bếp từ thì nó gồm có là bếp từ của mình thì nó có hai kiểu. Một ấy là mới bật lên một cái nó báo lỗi ngay. Thì mới bật lên báo lỗi ngay, bởi vì và các bạn bấm mở nguồn bắt đầu mới báo lỗi. Hai cái đấy nó hai trường hợp khác nhau hoàn toàn nhé. Nếu có trường hợp mà các bạn bấm mở nguồn báo lỗi thì là đa số là do là máy của mình nó đang bị hỏng các cái mạch nhận nồi hoặc là các cái hệ thống cảm biến. Còn cái trường hợp mà các bạn mà cắm điện vào để một lúc nó báo lỗi ngay thì nó có thể là hỏng các cái mạch liên quan đến ACDS, mạch bảo vệ ACDS, mạch OVB đấy và các cái con cảm biến luôn. Thì để phân biệt hai cái đấy thì các bạn này hiểu được cái nguyên lý chung của nó. Tức là mới mở máy lên thì bếp từ nó sẽ rà soát một loạt các bạn. Nó sẽ rà soát. Thứ nhất là nó rà soát cho mình điện áp OVB, tức là điện áp đầu vào ổn định hay chưa. Nếu mà điện áp đầu vào ổn định thì nó bắt đầu nó cho làm việc tiếp. Còn nếu mà điện áp mà không ổn định thì nó sẽ báo lỗi ngay đầu. Có thể nó đang báo lỗi là điện áp ra cao, vào cao hoặc là điện áp vào thấp. Đấy. Còn nếu mà trường hợp mà các bạn cắm điện vào nó không báo lỗi gì cả. Các bạn bật nguồn power một cái thì nó báo lỗi. Thì cái này lại có hai trường hợp. Bật nguồn power báo lỗi thì cũng có thể là mạch ACDS có vấn đề và cũng có thể là hệ thống cảm biến có vấn đề. Tức là cái này các bạn phải phân biệt cho mình được hai cái cơ chế báo lỗi nó khác nhau nhé. Đấy, và nếu mà trường hợp mà hệ thống cảm biến nó có vấn đề thì nó cũng sẽ báo lỗi. Đấy, còn nếu mà trường hợp mà bật nguồn báo lỗi thì bắt đầu nó lại có chia làm hai trường hợp ạ. Chia làm hai trường hợp. Đấy là trường hợp thứ nhất ấy, là bật nguồn báo lỗi thì nó lại nó có hiện tượng là báo lỗi tít tít luôn, tức là nó báo lỗi luôn, nó không cho khởi động lại nữa các bạn, không cho khởi động lại nữa và các bạn phải rút điện ra cắm lại thì nó mới lại được. Này là một trường hợp. Một trường hợp thứ hai ấy, là các bạn cắm điện vào không báo lỗi nhá, các bạn bật power một cái, bật mở nguồn một cái thì nó chạy ngắt chạy ngắt, hoặc là các bạn nghe tiếng kêu tạch tạch ở trên đáy nồi ấy. Cái trường hợp này thì là nguyên nhân chính của nó ấy, là cái mạch nhận nồi đang hỏng hoặc là các cái cảm biến của mình bị lỗi, có thể là nó bị giảm chỉ số hoặc là con chính cái con chiết áp chỉnh dòng của mình nó đang bị tiếp xúc. Các bạn có thể là vặn chỉnh nhẹ lại hai chiết áp đấy nhé, để xem là nó có thay đổi không. Thì cái trường hợp mà bị liên quan đến mạch nhận nồi thì các bạn lần cho mình theo mạch nhận nồi hôm trước mình phân tích thôi. Còn cái trường hợp mà bị các cái cảm biến cũng vậy. Đấy, còn báo E thì E1 hay là E2, E3, E5, E10 cũng thế thôi. Nó không theo cái câu nguyên lý nào cả. E nào thì cũng sửa khó cả. Thì các cái bệnh báo E là các cái bệnh báo lỗi của nó. Có thể là một con media nó lỗi báo lỗi cảm biến là E5. Nhưng mà vẫn cái lỗi E5 đấy nhưng mà trên một con bếp từ Trung Quốc. Nó lại không lỗi cảm biến, có thể lỗi quạt chẳng hạn. Đấy. Đấy là cái cơ chế báo lỗi của mỗi dòng nó khác nhau. Đâm ra các bạn là không nên dựa vào cái E đấy để mà sửa nhé. Nếu mà các bạn mà muốn sửa theo E thì các bạn chỉ sửa một bếp thôi. Các bạn sẽ nghiên cứu một cái bếp, có thể là media, chỉ riêng một cái media thôi, sửa độc E thôi. Đấy, hoặc là Psycho lại khác, Psycho E lại khác với cả media, báo E khác. Thế đâm ra là nếu mà các bạn muốn sửa E thì các bạn chỉ nghiên cứu thật nhiều bếp. Còn nếu mà các bạn muốn sửa tất cả các bếp thì các bạn phải nghiên cứu được cái cơ chế báo E của nó, chứ không các bạn đừng có sửa theo E nhé. Có thể mình nhận một cái bếp nhé, mình nhận một cái bếp báo lỗi bất kỳ một lỗi gì, mình sẽ kiểm tra bắt đầu từ đầu. Mình sẽ kiểm tra theo phương pháp là báo E ngay từ đầu hay là chạy một lúc nó báo E hay là nó bị hiện tượng là bật power báo E. Thì đấy nó có nhiều trường hợp như vậy.
Mình nhắc lại này. Nếu mà trường hợp mà báo E ngay đầu, các bạn kiểm tra OVB, điện áp các cảm biến. Cảm biến mâm dưới mâm này, cảm biến dưới lưng sò này. Đấy, và bật power báo E. Bật power báo E lại có hai trường hợp. Một ý là bật power nó có tiếng kêu tạch tạch một cái sau báo E. Hai là trường hợp là nó bật power nó chỉ có báo E không thôi, nó không kêu gì cả. Cái trường hợp mà bật power nó kêu tạch tạch là báo E thì các bạn kiểm tra cho mình các cái mạch bảo vệ quái rồng, có thể là xung HV này, xung HV báo về này. Đấy, tức là mạch nhận nổi đấy. Cái thứ hai là có thể kiểm tra cho mình cái đường ở trên đấy, đường chiết áp ấy, chiết áp mà chỉnh dòng nó hỏng, nó cũng gây hiện tượng như vậy. Và cái thứ ba, các bạn có thể là kiểm tra cho mình là các cái con bóng kích dòng ở con trên khối driver ấy. Kiểm tra xem nguồn 18V vào đấy có đủ hay không. Các linh kiện trên đấy nó có bị hỏng hay không. Đấy, nó có bị sai cái hệ số khuếch đại hay không. Đấy là các cái bệnh liên quan đến tạch tạch sau báo E. Còn những cái con nào mà báo E luôn sau khi bật power phát là báo E thì các bạn phải kiểm tra cho mình lần lượt các cái như sau. Thứ nhất là điện áp DC báo về. Đấy, sau rồi bắt đầu các bạn kiểm tra mình là điện áp HV trên xe sò báo về nhé. Tiếp theo nữa là các bạn kiểm tra cho mình hệ thống cảm biến tốt thì các bạn kiểm tra mình hệ thống bảo vệ quái rồng. Có một số con thì mạch bảo vệ quái rồng nó cũng gây ra hiện tượng đấy, nó bị chập, nó bị lỗi ngay đầu. Còn cái mạch bảo vệ quái rồng ấy, nó một số dòng bếp của media và bếp từ trắng ấy thì nó có mạch bảo vệ quái rồng ngày xưa là nó sử dụng ngay trên cái đường AC đi vào, nó có một cái cuộn dây sau rồi nó nắn ra để lấy xung nó báo về vị xử lý. Cái mạch đấy của mình ấy, mà lỗi nó cũng sẽ gây ra báo lỗi ngay nhé, nó khi sinh ra báo lỗi nhé. Đấy là các cái báo lỗi của bếp từ. Và trong cái quá trình sửa bếp từ ấy thì các bạn nếu mà những cái trường hợp mà báo lỗi thì nó sẽ dễ rồi, nó xử lý nó mất ít chi phí, được thì được mà không được thì thôi. Còn những cái trường hợp mà bếp từ nó bị hỏng theo dạng là chết sò hàng loạt ấy thì các bạn đừng có lắp sò vào vội nhá. Trước khi lắp sò vào các bạn phải đo điện áp BE GE ấy, GE của sò xem như là có bao nhiêu vôn. Nếu mà có vôn thì các bạn không lắp sò. Còn nếu mà một số trường hợp nó sẽ có vôn nhưng mà nó có rất vôn rất là nhỏ thì các bạn nghi ngờ ấy, các bạn sợ là nó nổ cháy nổ thì các bạn tiến hành lắp cho mình, các bạn lắp sò vào xong các bạn tiến hành lắp cho mình một cái bóng đèn vào trong hai cái cọc mâm ấy. Nếu như cái bóng đèn này phát sáng thì các bạn chưa sửa con đấy. Nếu mà bóng đèn của mình nó chưa sáng gì thì các bạn lắp mâm vào và thử nhé. Đấy, và trong quá trình sửa ấy, thì các bạn lắp cho mình một cái hệ thống chống chập khoảng 9A. Quá 9A nó sẽ nảy áp đấy, hoặc là quá 10A nảy áp thì các bạn nhiều khi là sò chưa kịp chết rồi đã nảy áp rồi. Đấy, thì cái mạch đấy các bạn sử dụng một cái cuộn dây để cảm biến dòng về, báo về thôi. Đấy. Nếu mà bạn nào bên lập trình thì các bạn có thể hiểu được. Các bạn có thể là nghiên cứu cái mạch làm sao mà nó dò sai về. Ví dụ như là dòng lên quá nhanh chẳng hạn thì nó sẽ ngắt luôn, nó không cho cấp điện vào sò nữa thì nó cũng bảo vệ an toàn sò nhé. Nhưng mà về cơ bản thì các bạn phải kiểm tra trước khi lắp sò vào để tránh trường hợp chết hàng loạt. Và trên bếp từ của mình nó còn một cái bệnh nữa là chạy một lúc này nóng sò. Một lúc là báo E, một lúc báo E chạy khoảng độ 5-10 phút báo E. Thì cái bệnh này thì các bạn phải kiểm tra mình này. 5-10 phút báo E thì các bạn phải hiểu là nó chạy một lúc lâu mới báo E thì chứng tỏ đang mạch bảo vệ đang hoạt động. Mà 5-10 phút báo E thì cái mạch bảo vệ quá nhiệt nó tác động lên, nó tác động lên các bạn. Bởi vì trên bếp từ chỉ có mạch bảo vệ quá nhiệt tác động lên thì mới báo E kiểu đấy thôi. Vậy thì các bạn kiểm tra cho mình xem là sò có nóng không. Nếu mà sò nóng thì các bạn phải kiểm tra cho mình này. Sò nóng đúng không? Các bạn phân tích nguyên nhân sò nóng này. Sò nóng ấy, một là các bạn đang chỉnh dòng lên quá cao. Bình thường các bếp media mình chỉnh dòng khoảng độ 8A, kể cả bếp của khách mang đến hỏng dòng 9A nhưng mình sẽ chỉnh về 8A. Còn nếu mà trường hợp mà bếp của khách mà nó bếp thường, bếp đẻo ấy mà dòng nó cao quá mình chỉnh về 7A. Kể cả nó là 8A mình vẫn chỉnh về 7A. Đấy là cái trường hợp thứ nhất để mình chỉnh để cho nó dòng nó ổn định, chạy nó bền. Đấy là hiện tượng là dòng cao quá gây ra nóng sò. Một cái trường hợp thứ hai là nóng sò là do điện áp vào driver yếu hoặc là điện áp vào driver đang bị nhiễu các cái tín hiệu bên ngoài. Thì cái trường hợp này đa số là do tụ lọc nguồn 308V bị yếu thì nó gây ra hiện tượng nóng sò. Cái bệnh này thì ngày xưa mình đã nghiên cứu rất là nhiều, mình mới tìm ra được cái nguyên nhân nóng sò là do con tụ lọc nguồn 308V nhé. Nó vẫn chạy bình thường nhưng mà chạy sò rất là nóng.
Cái trường hợp thứ ba là các bạn kiểm tra cho mình là quạt tản nhiệt của mình có tốt hay không. Nhiều khi quạt của mình nó quay không đủ tốc độ, nó yếu, nó kém, nó cũng gây hiện tượng nóng sò nhé. Và một cái trường hợp nữa là quạt của mình quay đủ tốc độ nhưng mà quạt của mình nó ăn dòng. Ăn dòng nó gây cho nguồn 18V bị sụt đi một chút, nó gây nóng sò, các bạn thay thử quạt nhé. Đấy là những nguyên nhân gây nóng sò. Và một cái nguyên nhân nữa là vi xử lý đưa ra xung sai và gây nóng sò. Đấy, ví dụ như nó đưa ra các cái bước sóng của nó có thể là bước sóng có thể lớn quá hoặc là nhỏ quá chẳng hạn, sò nó không đủ độ mở thì bắt đầu nó sẽ nóng, sinh ra nóng sò. Đấy là những cái nguyên nhân gây nóng sò. Đấy, còn bếp từ nó còn một cái trường hợp nữa là bếp từ mất nguồn.